ban đêm mười hai giờ khuya nhiều khi còn còn ngồi niệm Phật, có khi ngồi ngoài trời, bữa nào trời trong mây tạnh, trong thân gió mát thì ngồi lắm, giữa sân hồi đó chẳng có đồ đồ gì đâu, cứ ngồi bẹp dưới đất là tu. Bây giờ kiểu cách lắm, có bồ đồ rồi mà ngồi cũng chẳng sợ mũi gì, ngồi giữa trời mà tu. Tôi lúc nào mệt thì đi nghỉ, mà tới khoảng 3 giờ mấy 4 giờ là phải dậy để lo công cụ chùa cho ở trong chùa. Thành ra cái thời giờ ngủ rất là hiếm. Còn ban ngày thì cái sách chủ lên mà ngồi ở xung quanh cái bàn Phật đó để mà niệm, mà nhiều khi là đang ngủ ít quá, nhiều khi cũng ngủ gục nữa. Mà nếu mà ngồi lâu quá mà có bị nói lâu chứ không phải lâu đâu, mới tu làm gì có chuyện lâu, 15, 20 phút, 30 phút là nổi nó tê chân là đứng dậy đi rồi. Thì khi nào mà ngồi mệt quá thì đi ra ngoài vườn lấy chổi để quét lá, cắt kiểng hoặc là cắt mấy cái bẹ lá chuối khô dân dân, kéo vào vườn khô dân dân để có vừa công quả. Nhưng mà lúc làm thì cũng niệm Phật. Thì mới đầu thì nghe mấy sư tỷ sư huynh trong chùa nói là phải ráng mà tu, cho thầy nói hơi dài dài giống như dữ vậy, đã nói là tu phải ráng niệm Phật cho nhiều để Phật chứng, mà nếu có chết thì được về có Phật. Thành ra thầy niệm Phật mặc dầu là niệm trong tâm, nhưng mà niệm lia lịa, niệm càng nhiều càng tốt. Mà tính có một ngày bao nhiêu tràng nữa, cứ 108 chuỗi, 108 gọi là hàng chuỗi thì một tràng, mà ít nhất là một ngày cũng phải 100, có 150 tràng. Nên là quý vị biết là cũng phải ngồi nhiều lắm mới được ngồi về, mới được như vậy. Nhưng mà sau thì một thời gian thấy nó hơi lạ lạ, bởi vì mình nói ủa mình đi tu là để tìm thanh tịnh, mà sao mà mình đi niệm Phật thì lại tất tính toán. Đúng, cô này nói chính xác là tính toán. Thứ hai là tất bật, nghĩa là lệnh cho lẹ cho nhiều, cho nên thầy thấy hình như nó có gì không đúng. Vì vậy mà sao nó sửa lại, lần lần sửa lại bằng cách là niệm câu nào nghe câu đó. Thì do cái quá trình tu đó, không biết là Phật trời thương, Bồ Tát gia hộ hay sao, cho nên thỉnh thoảng trong đêm giấc ngủ đó, thầy nằm chiêm bao thấy có Phật, có chư thiên đến để mà thăm mình. Có một lần thì thấy có ba vị Phật cao lắm, mà giờ chư thiên thì giống như mấy đứa nít mà có ba chớp vậy đó. Nó đứng ngoài bìa của hai ba vị Phật đó, mà mấy đứa chú tiểu đó thì ở dưới cái đầu gối Phật luôn, nghĩa là Phật cao dữ lắm, mình ngóc đầu nó ngước lên là thấy cao dịu dời. Thầy cũng chẳng biết đó là Phật gì. Rồi á thì đôi khi á lại thấy thầy đang ở nhà tổ lên chánh điện, thấy trên chánh điện đầy các chú tiểu luôn, mà mình trong giấc mộng mình gọi là chú thiên, thì thấy sao mà họ lại mình quá chừng. Mình vừa lên là họ cúi xuống, họ rạp mấy chục cỡ đầy chánh điện vậy đó. Mà trong cái bình thường đó, lúc nó xuất gia đó thầy sợ người ta lại mình lắm, vì sợ lại mình tổn đức tổn phước. Nhưng mà sao lúc mà nằm trên bao thì không thấy sợ,